Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số 5 mệnh dương lịch ngày 20 tháng 8 năm 1992, âm lịch 22 tháng 7 năm Nhâm Thân, sinh vào giờ Dần, thân cư Quan Lộc, năm Xem 2023, năm Quý Mão 32 tuổi, đang nằm trong đại vận ở cung Điền Trạch. Tổ cách là âm dương lương hội khôi việt hóa lộc đào hoa mộc dục, nhưng mà lại có gì địa không địa kiếp, rồi là phục binh, rồi là thiên không. Thế nên đại vận này là gì xấu về mọi mặt. Thứ nhất, liên ở cung Điền Trạch liên quan đến gì? Liên quan đến gia đình, liên quan đến gia đạo, liên quan công ty, liên quan nơi mình tổ chức, nơi mình làm việc đều rất xấu cả, tranh chấp thị phi rồi mất mát. Đấy, công việc thì bế tắc, công việc thì thái dương là nó là ánh sáng của mặt trời, nhưng mà hám địa thì nó chủ về bế tắc. Đấy, thái dương nó chủ về công danh khoa bảng, thế nên khi mà hám địa mà gặp nhiều sát tinh thì nói chung rất mệt mỏi, công việc gặp nhiều sóng gió, gặp nhiều thị phi. Tiếp theo, hóa lộc nó chủ về tiền tài, hóa lộc nó chủ về tiền tài mà gặp không kiếp phục binh là đầu tư kinh doanh buôn bán làm ăn rất dễ bị lừa, rất dễ bị trắng tay. Đào hoa đi với mộc dục nó chủ về tình yêu tình ái, mà lá số này là tham lam đi với sao thai cũng rất đào hoa. Thế nên trong cái đại vận này, tình duyên tình ái rồi là liên quan trực tiếp đến người vợ trong cái đại vận này nó rất lục đục. Thế nên với lá số này trong cái đại vận này thì không nên tham sân si quá, làm gì thì làm, nên cần một cái sự cầu toàn, một cái sự yên bình trong đại vận này, giữ vững được cái vị trí, những cái thành quả mình đã tạo ra là tốt nhất. Đại vận này là gì? Đại vận này là nên cầu an toàn. Tiếp theo, nhâm thân tuổi dương, dương nam, mệnh đóng tại cung ngọ là cung dương, tổ cách mệnh tài quan di thân sáng, thế nên tượng dễ thành công, thành danh thành đạt trong cuộc sống, đặc biệt những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, thi thơ ca nhạc họa, là hoặc là những ngành nghề liên quan đến dịch vụ, dùng tài nghệ, dùng lời ăn tiếng nói để làm việc thì rất là đắc cách. Mặc dù thân cư quan của lá số này còn rất nhiều ngành nghề hợp. Tiếp theo, mệnh kim cục thủy, cục mệnh tương sinh, cung thiên di tử vi hóa quyền, đắc sinh mộ vượng, đắc tứ linh, thêm nữa có xương khúc, thêm nữa có thai phụ phong cáo, thế nên ra ngoài gì hay gặp quý nhân, ra ngoài là dễ thăng quan tiến chức, ra ngoài dễ tìm được những cơ hội mới, ra ngoài là có thực quyền, có uy quyền, được mọi người nể nang. Tử vi đi hóa quyền hội rất nhiều cát tinh, có một chút thị phi do hỏa linh kỵ chiếu về, có một chút rắc rối nhưng mà không đáng ngại. Cơ bản tử vi đi hóa quyền, tử vi ngũ hành thuộc thổ, sinh cho mệnh kim, thế nên rất đắc cách. Thân cư quan lộc thường là mẫu người rất chăm chỉ, chịu khó, đam mê trong công việc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thân cư quan lộc là mẫu người thường có cái định hướng nghề nghiệp rất là sớm, mà thân cư quan thường gắn bó với công việc gần như là trọn đời, ít khi có sự biến động, có sự thay đổi. Mặc dù lá số này đa tài đa nghệ, thân cư quan có tả phủ hữu bật thì sẽ kiếm tiền từ nhiều ngành nhiều nghề, hoặc kiếm tiền từ nhiều ngành nhiều nguồn, nhưng mà khi nó ở cung quan thì nó sẽ làm nhiều việc để kiếm nhiều tiền. Rồi tiếp theo, mời anh chị vào cung mệnh ạ. Mệnh là tham lang, cách cục là sát phá tham, thêm nữa có gì ăn vào vòng thiên mã, thêm nữa là gì có hóa quyền, có long, có phượng, rồi là có đặc biệt là thân cư quan có tả phủ bật, có ân quang thiên quý, có hóa khoa. Thế nên tượng trước hết là tượng dễ thành công, thành danh, thành đạt. Cái thứ hai, mẫu người sát phá tham mà đi với thiên mã là mẫu người thực tế, thực chiến, hành động, lý thuyết ít mà hành động nhiều. Khi mà đã đặt ra cái kế hoạch, cái mục tiêu là bắt buộc phải hoàn thành bằng sống bằng chết thì thôi. Còn nói về người tham lang nhá. Tham lang thì cái đặc trưng nổi trội nhất là gì? Có duyên với người khác giới. Đấy, có duyên với người khác giới thường là rất rất sớm trưởng thành về mặt cơ thể. Tiếp theo, tham lang là cái sao đào hoa. Đầu tiên là có duyên với người khác giới, cái thứ hai nó chủ về khéo ăn, khéo ở, khéo nói, khéo giao tiếp. Tham lang cũng là cái sao tham mưu, cố vấn quân sự, thế nên là rất hợp những ngành nghề liên quan đến gì? Quân đội, công an, cảnh sát, liên quan đến chính trị, công chức nhà nước. Đặc biệt khi mà thân cư quan có thất sát, có hóa khoa, tả phủ hữu bật, sát mà đi với tả phủ hữu bật hóa khoa, người ta gọi là trí dũng ưu dư. Đấy, tham lang cũng là cái sao túc trí đa mưu, thông minh, cũng là biến hóa. Nhưng mà tham lang là cái sao gì? Rất rất nhiều tham vọng, đôi khi là rất viển vông. Tham lang lại nhiều dục vọng, thế nên là khi thành công, thành danh, thành đạt thì rất dễ ăn chơi. Mà khi mà ngồi yên, khi mà được nghỉ thì là rất dễ mơ mộng. Đấy, tiếp theo, tham lang là cái sao nó chủ về họa phúc, làm nhiều điều thiện thì được nhiều cái cát, mà làm nhiều điều nó không được thiện thì nó sẽ gặp nhiều cái họa, chủ về phúc họa, nó là như vậy. Tham lang cũng là thọ tinh. Đấy, khi mệnh mà tham đi với thai, đi với điếu khách, mà cung tật ách, mà có đào hồng hỷ đi với không kiếp thì nói chung là phải đôi khi là cũng phải sinh hoạt các thứ liên quan đến sắc dục, các thứ là nó phải điều độ chứ không là nó giảm thọ. Tham đi văn xương văn khúc, đi với điếu khách thì về cơ bản các vấn đề liên quan đến cầm kỳ thi họa, ngoại giao, giao tiếp, giao tế là có tài, rất thích hợp với các lĩnh vực liên quan đến gì? Bán hàng, marketing, liên quan đến cố vấn, liên quan đến thuyết khách, liên quan tức là dùng lời ăn tiếng nói. Văn xương văn khúc rất là họ giỏi thi thơ ca nhạc họa, rất khéo.
Tham Lang thì học học nhanh hiểu rộng, học một biết 10, đặc biệt các cái vấn đề liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật. Đấy, Tham Lang một là chủ họa phúc, hai là cái sau này nó cũng có duyên một chút liên quan tâm linh, khoa học, huyền bí. Thế nên nhắc lại một lần nữa là gì? Làm nhiều điều thiện thì gặp nhiều cái cát, mà làm nhiều cái không hay thì sẽ gặp họa ngay lập tức, nó chủ yếu phúc họa. Làm thiện thì được phúc, mà làm hung thì gặp họa. Rồi, điếu khách, cờ bạc, rong chơi xa gần, tham đi vì điếu, đi vì thai, rất dễ nảy sinh ra ăn chơi, đặc biệt là cái vận 32 đến 41. Vận này mà cứ tham sân si nhiều, ăn chơi nhiều là nát cả gia đình, nát cả sự nghiệp luôn. Âm dương lương đi vì hóa lộc, đào hoa, khôi việt, không kiếp, phục bình, rất xấu. Hỷ thần, hay nói, hay cười, miệng cười có duyên, rất có duyên với người khác giới, rất thu hút với người khác giới. Thiên phúc, hiền lành. Đấy, Tham Lang thì cái cách cư xử nó rất là khéo. Đấy, tham đi thiên thọ, đúng là tượng sống lâu sống thọ, nhưng mà còn tùy theo cái thói quen sinh hoạt. Tổ hợp sát và tham đi vì thiên má là con người gì? Rất là năng động, rất là thực tế trong cuộc sống. Đôi khi ngồi yên thì lại hay mơ mộng viển vông, nhưng mà đi vào công việc là rất thực tế nha, chứ không phải đơn giản. Tiếp theo, vì Tham Lang là cái sao đào hoa, thế nên rất hợp những ngành nghề liên quan đến dịch vụ. Đấy, vui chơi, giải trí, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, quán bar thì nó rất là hợp. Cũng có một chút liên quan đến tâm linh hoặc quyền bí. Rồi tiếp theo, mệnh cung là như vậy này. Tiếp theo mời anh chị vào cung quan đi. Thân cơ quan thất sát, hãm địa gặp tuần sáng lên là tốt. Nhưng mà trước đó thì công việc nó có nhiều trắc trở, nhiều khó khăn một chút. Do có đà la, thị phi cản trở, do có tang môn bạch hổ, thiên khốc, thiên hư, một chút cô đơn, một chút buồn phiền, một chút lo lắng, một chút nước mắt. Nhưng mà thân cư quan mà có thất sát gặp hóa khoa, giáp, song lộc thì danh tài đầy đủ cả. Thất sát là cái sao thượng tướng quân, là cái sao chỉ huy, có năng lực chỉ huy, năng lực điều hành, năng lực lãnh đạo, có dũng có mưu. Thất sát tả phù người ta gọi là trí dũng hữu dư. Thế nên là khi đi vào công việc thì lá số này gần như là thay đổi tính cách hoàn toàn. Đấy, Tham Lang thì bản chất là đào hoa, là tham vọng, là dục vọng lớn. Nhưng vào thất sát là rất rõ ràng, rất thực tế. Thất sát nhá, làm việc là có dũng, có trí, có mưu. Đấy, có cái sự gì liều lĩnh, có cái sự quyết đoán, nhưng mà không làm càn, không táo bạo, tại vì nó có đi với tả phù bật hóa khoa. Quan lộc mà có tả phù bật thì tượng là làm nhiều ngành, nhiều nghề. Quan lộc mà có tả phù bật thì tượng là đa tài, xử lý các công việc nó nhanh chóng. Tổ hợp sát phá tham xử lý các công việc rất là nhanh, tại vì tổ hợp này là gì, nói ít nhưng mà làm nhiều. Thất sát mắt lớn soi đèn, việc làm muốn xong cho rồi. Thất sát ở cung quan chủ về có uy quyền, có thực quyền, có quyền sinh quyền sát là sao thất sát. Có ân quang thiên quý tượng là nổi danh nổi tiếng, ân quang thiên quý là ân điển sắc phong. Mệnh này lại có long phượng, long phượng đều hợp mệnh ta, có người cốt cách ôn hòa tốt hay. Cốt một là ôn hòa, hai là sang giàu, cái sao Tham Lang lại rất khéo. Hóa khoa thì hợp những ngành nghề liên quan đến kiến thức, liên quan trí tuệ, liên quan đến tri thức. Tức là dùng đầu óc, dùng tri thức, dùng cái sự thông minh để xử lý các công việc. Mệnh này có thiên phúc, thân lại có thiên quan. Cộng với cái tổ hợp cách này thì nên làm nhiều điều lành, nhiều điều thiện thì nó sẽ được nhiều phúc, gia tăng tuổi thọ. Tham đi với thiên thọ, Tham Lang khải biến thành đào, mệnh tham sinh vượng, sống lâu hơn người. Ở đây không có sinh vượng nhưng mà lại có thiên thọ. Nhưng mà vì cái cung tật, lá số này là nguy hiểm, chết cái cung tật ách này. Ngoài ra phải xem lại cái phong thủy của nhà này nhá. Rồi tiếp theo là gì? Thiên quan thiên phúc, tang môn bạch hổ, hay lo lắng, hay ưu tư, hay buồn phiền, hay suy nghĩ. Vắt óc suy nghĩ về công việc, có khốc hư thì có một chút buồn phiền thôi. Quan đới lợi về mặt công danh. Đà la trong công việc nó chủ về gì? Gan góc, nó chủ về táo bạo, nó chủ về liều lĩnh. Tham Lang lại có những cái suy nghĩ nó rất là táo bạo, đôi khi là dẫn đầu xu hướng. Tại vì sao này là cái sao tham vọng, cái sao đào hoa, cái sao nhiều khi là mơ mộng viển vông, nhưng mà đôi khi nó lại là thực tế. Thế nên là rất dễ dẫn đầu một cái xu hướng, một cái trào lưu mới liên quan đến gì, thi thơ ca nhạc họa. Lão số này làm nghệ sĩ được, làm diễn viên cũng hay. Rồi tiếp nữa vẫn là tổ hợp sát phá tham. Cung quan lộc là tổ hợp sát phá liêm tham, rồi lại có tả hữu, lại có quang quý, lại có khoa, lại có mã. Thế nên là gì? Về cơ bản là gì? Công việc các thứ là chiến đấu được, ra ngoài là cạnh tranh, tranh đấu, đấu đá được. Đấy là sáu thất sát. Đấy. Thất sát thì nó hơi cô đơn cô độc trong công việc một chút thôi. Nhưng mà thất sát thì bản lĩnh là một, thất sát thì ý chí là hai, thất sát liều lĩnh là ba, thất sát thì táo bạo là bốn. Lại giáp song lộc, mệnh thân cư quan lại có hóa khoa, thế nên danh tài đầy đủ cả. Nhưng cái vận 32 thì nó không nói như vậy nha. Cái vận 32 đến 41 rất xấu. Trong cái vận này nên thận trọng, nên cẩn thận một chút là sẽ tốt hơn. Rồi tài bạch cung. Tài bạch cung của phá quân. Phá quân là gì? Phá quân là khai phá, khám phá, đột phá, sáng tạo, cách mạng. Thế nên rất hợp những công việc liên quan đến biến động, liên quan đến thay đổi. Tạo một cái chiến dịch, ví dụ tổ hợp thất sát cộng với tài bạch phá quân thì kiếm tiền xây dựng này, logistics này, vận chuyển, những ngành nghề liên quan vất vả khó khăn.
những ngành nghề cần cái sự sáng tạo, cần cái sự đột phá. Đấy, thiên mã thì liên quan đến vận chuyển, liên quan đến logistics, liên quan đến ngựa, liên quan đến xe. Phá quân mà đóng ở cung Tài Bạch cộng với song hao như thế này thì lại cộng với mệnh tham lang đi với sau thai điều khách thì nói chung là gì? Kiếm giỏi. Đấy, kiếm giỏi, công việc cũng chăm chỉ nhưng mà tiêu cũng rất ác. Đấy, tham lang cái sau rất ăn chơi sau hưởng thụ. Thiên khốc thiên hư rồi cuối cùng gì? Tiêu lắm nhưng buồn phiền vì tiền nhiều. Thiên giải chủ về mất mát, văn tinh chủ về thông minh tinh ý. Đấy. Tiếp theo thiên tài năng lực kiếm tiền rất giỏi, phá quân năng lực hơn người. Năng lực của phá quân là khai sáng một cái sự nghiệp mới. Thế nên cái tổ hợp sát phá tham này rất thích hợp để làm bạn đồng hành khai sáng một cái sự nghiệp mới. Phượng các giải thần nó chủ về may mắn. Rồi cơ bản tổ hợp mệnh tài quan là gì? Là sát phá tham đi với tử vi, đi với khoa quyền và đặc biệt cung quan lộc, thân cư quan, thất sát đi với tả phủ, trí dũng hữu dư, văn võ song toàn, lại có hóa khoa, kiến thức trí tuệ tài ba hơn người. Thật sao tham lang là cái sao hiểu biết rất là rộng. Rồi tiếp theo Phúc Đức Cung này. Phúc Đức Cung có vũ khúc thiên tướng đi với văn xương. Đấy, cái cục là gì? Tử phủ vũ tướng, hội gì? Hội sinh mộ vượng, có thai phụ phong cáo, như vậy trong dòng họ nhiều người là gì? Đa tài. Tài lộc cũng có, sự nghiệp cũng có. Chỉ có điều là trong dòng họ này khi mà kết hợp những người trong dòng họ hoặc khi làm một cái việc gì đó liên quan trong dòng họ thì nó hay gặp thị phi. Đấy, thậm chí còn làm ơn mắc oán, lại còn mang tiếng nữa. Đây là con hóa kỵ, vừa hao tài tốn của lại còn vừa mang tiếng, gặp nhiều áp lực. Tiếp theo vũ khúc là cái sao cô quả. Đấy, nó chủ về gì? Vũ khúc là cái sao tiền tài là một, cô quả là hai. Nhưng mà khi gặp hóa kỵ thì liên quan đến tiền bạc và tình ái thì nó chưa được thuận lợi, nó chưa được may mắn cho lắm. Thế nên lá số này sau này nó hướng về đời sống vật chất khá là nhiều. Tiếp theo có sinh mộ vượng thì mồ mả to đẹp. Phúc Đức mà có vũ khúc thiên tướng thì nhiều người nó cũng đa ngành đa nghề, nhiều người thành công thành danh thành đạt. Chỉ có điều là gì? Nhiều người là hay bị tai tiếng, hay bị thị phi thôi. Nói chung cung Phúc Đức này thì về cơ bản là cát hung lẫn lộn đi đôi với nhau. Nếu mà nói về lâu về là dài thì nó thực sự là nó bất lợi. Tại vì thiên tướng nó rất kỵ hóa kỵ. Rất kỵ hóa kỵ, thiên tướng hóa kỵ là ấn, nó chủ về công danh, nó chủ về học hành. Gặp hóa kỵ là gặp những cái trái ngang, càng lên cao thì trái ngang càng bấy nhiêu, càng lớn bấy nhiêu. Đó là cung Phúc Đức của lão số này. Mà khi mà cung Phúc Đức mà như thế này cộng với cung thiên di sáng thì nên lập thân lập nghiệp ở phương xa, nó là như vậy. Phúc Đức lại có hỏa linh kỵ nhá, hỏa linh kỵ. Đấy, có hỏa linh kỵ nhiều áp lực. Rồi cung thiên di là tử vi thì chủ về phúc lộc thọ uy quyền, tử vi nó chủ về quan cao lộc trọng, tử vi nó chủ về quý nhân trưởng bối cấp trên nâng đỡ trợ giúp. Đấy, kình dương là gì? Một chút rủi ro, một chút áp lực, một chút cạnh tranh, một chút đấu đá. Sinh mộ vượng nó chủ về đường đi nước bước hanh thông thuận lợi. Hóa quyền nó chủ về thực quyền, nó chủ về ý chí, nó chủ về nghị lực, nó chủ về sự vươn lên khi đi ra ngoài. Cung thiên di mà có hóa quyền ra ngoài là gì? Nói có người nghe, đe có người sợ, có thực lực, có quyền hành. Có tứ linh ở đây cắt lợi khi đi ra ngoài hay lui tới những cái nơi cao sang quyền quý. Mà có hỏa, linh, kình, kỵ thì ra ngoài cũng gặp nhiều sóng gió, nhiều thị phi, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi. Nhưng về cơ bản là gặp hung sẽ hóa cát. Và lá số này thì nên làm nhiều việc thiện, sẽ gặp nhiều phúc. Đặc biệt trong vận 32 đến 41 thì nên tu tâm dương tính, chứ không thì nó lục đục với mọi mặt. Bắt đầu năm 32 tuổi là nó ứng vào luôn, thì cũng chiêm nghiệm thôi ạ. Rồi phu thê cung, thứ nhất là giáp khôi giáp việt này, vợ đảm đang này. Đấy, vợ đảm đang này, có học có hành này. Vợ có tả phú bật nhá, mệnh lại có tham lang đi sao thai. Đến cái vận 32 với cái cung phu thê này, lá số này cung phu thê có tả hữu thì thời trẻ lắm, người yêu nhiều người thích này. Cái thứ hai, vợ có thai phụ phong cáo, có bằng cấp này, ân quang thiên quý, thì vợ vì tình vì nghĩa mà lấy nhau này. Đến lúc có sự cố thì rất bỏ thì thương, vương thì tội này. Vợ tấu thư khéo ăn khéo nói này. Hoa cái, vợ cốt cách sang quý, cái tôi cao cái tự ái lớn. Vợ sinh mộ vượng, tính tình phóng khoáng rộng lượng sở lời. Đấy, có liêm trinh, có hỏa tinh, vợ rất là trực tính, rất là thẳng tính. Phu thê mà có tang hổ thì nó vất vả về mặt tình yêu tình ái. Phu thê mà có liêm trinh thiên phủ, thiên phủ ngũ hành thuộc thổ, sinh cho mệnh kim, vợ chủ về thông minh xinh đẹp, răng trắng đều đẹp ôn hòa, công việc tài lộc đầy đủ cả. Liêm trinh là cái sao cũng vợ rất là đào hoa, cũng chủ về xinh đẹp. Đấy, cao giáo xinh đẹp là sao liêm trinh, mắt rộng miệng rộng cũng là sao liêm trinh. Đấy, đào hoa cũng là cái sao liêm trinh. Thiên phủ thì thông minh ôn hòa tiết hạnh vân vân. Tứ linh thì gì? Chính trực đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà vì có tang có hổ, có hỏa, có linh, có kỵ, thế nên cũng khá là nhiều áp lực, khá là nhiều áp lực nhá. Tiếp theo khi mà có tả phú bật đấy, cộng với cái đại vận 32 đến 41 thì là nguy cơ. Đấy, nguy cơ của người thứ ba xen ngang gây ra cái gia đạo lục đục. Còn cung phu thê này rất đẹp này, bản chất của nó vẫn là gì? Liêm trinh thiên phủ, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, lại có nhiều cát tinh, ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo, tấu thư tả phú bật, nhưng có hỏa, có linh, có kình, có đà, có kỵ, cũng nhiều rắc rối, nhiều mệt mỏi chứ không đơn giản. Mà quan trọng là cái mệnh này,
Mệnh này thì rất khéo và rất đào hoa, khi đến cái vận đào hoa nữa thì rất rắc rối. Đấy là cung phu thê là số này, giáp khôi, giáp việt, tả hữu, quang quý, thai phụ, phong cáo, tứ linh, khoa quyền. Vợ có học, có hành, có kiến thức, có tri thức, có khả năng làm ăn kinh tế tốt. Chỉ có điều khá là nhiều xung khắc, nhiều mệt mỏi. Rồi tiếp theo tử tức cung ạ. Tử tức cung đầu tiên là vô chính diệu, gặp triệt, có thiên khôi, có thiên khôi là một này. Thiên khôi là một, dương lượng là hai thì về cơ bản là gì? Trai gái đầy đủ cả. Cái thứ hai có thiên hình thường là sinh mổ sinh đẻ. Cái thứ ba có cô quả, có địa không, có thiên không, có phục binh thì sẽ có sự mất mát. Cái thứ tư con cái có long đức thì sau này tốt tâm tốt tính, nhưng mà xung khắc cha rất nặng, tại vì cung tử tức này vô chính diệu có dương lương. Dương lương là thường là liên quan đến người cha. Liên quan đến người cha, nhưng mà có địa không, có thiên không, có phục binh, có cô quả thì cuối cùng lại thành ra xung khắc cha. Cơ bản cung tử tức này con trai con gái đầy đủ cả. Còn cái chuyện con cái thì công danh nếu mà nhìn trong lá số này thực sự rất xấu. Thiên khôi thì gặp triệt, thiên khôi tướng quân nó chủ về học hành, công danh, khoa bảng, trí tuệ. Nhưng mà khi vô chính diệu mà gặp triệt thì xem đối cung là dương, lương, lộc, đào, hoa, nhưng mà không kiếp thiên không phục binh như thế này thì cực kỳ xấu. Đấy. Còn xấu hay tốt thì nó phụ thuộc vào chính lá số người con cái, tại vì sao? Nói chung là mỗi người có một cái nhân quả riêng. Rồi tiếp theo thiên hình sinh mổ sinh 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 mổ chứ không phải sinh thường, cô quả có sự mất mát này. Tiếp theo tử tức cung rồi này, nô bộc cung thì thiên cơ gặp tuần, thiên cơ gặp tuần, thiên cơ mà đi với lộc tồn, đi với khôi việt thai tọa thì bạn bè là thông minh trí tuệ, mưu cơ quyền biến, đa mưu túc trí, hóa khoa hóa quyền, lá số này thông minh, cơ mưu túc trí, thế nên cho hay chơi những người bạn bè đó. Cô thần quả tú thì sau này sẽ hơi ít bạn một chút. Đấy, hơi ít bạn một chút. Có lộc tồn bạn bè cũng dư giả khá giả. Thiên cơ ngũ ảnh thuộc gì? Thuộc thuộc mộc, không hợp mệnh kim cho lắm, thế nên về lâu về dài nó sẽ hơi ít bạn. Còn bạn bè là gì? Trí tuệ, công danh, tài lộc đầy đủ cả. Cơ đi với lộc tồn, đi với lâm quan, giáp khoa, giáp quyền, đối tiếp theo khôi việt thai tọa quốc ấn chiếu về. Đấy là cung nô bộc này. Tiếp theo là phụ mẫu cung. Phụ mẫu cung có cự môn thiên đồng hồng loan thì mẹ rất là xinh gái, có chỉ có điều tình duyên của cha mẹ xem ra nó không được tốt cho lắm. Đấy, còn tốt hay xấu nó còn xem chính người cha mẹ anh chị nhá. Tại vì sao tôi nói cung phụ mẫu này tình duyên cha mẹ không tốt? Thứ nhất là nó có hồng loan, cái sao tình yêu tình ái. Cái thứ hai là cô quả chăn đơn gối chiếc. Đấy, cũng, tiếp theo là nó có hình diêu cô quả lại cả kiếp ở đây nữa. Cái tiếp theo là cự môn là cái sao nó chủ về gì? Bố một là gì? Bố hoặc mẹ hay gây ra khẩu thị phi, và lá số này không hợp với bố mẹ về cái khoản liên quan đến lời ăn tiếng nói, liên quan đến cái sự trao đổi. Tam thai bát tọa thì bố mẹ dáng mạo tướng tướng mạo đẹp, quốc ấn thì thường làm trong con công chức nhà nước. Đấy, tiếp theo hồng loan vì thiên diêu, nói chung là mẹ cũng xinh gái. Cự môn thì mẹ có cái tài năng ăn nói. Đấy, tài năng ăn nói, tài năng phân tích, tài năng nhìn nhận, và lá số này cũng có cái gen đấy. Thiên đồng thì gì? Một trong hai người rất là hiền lành, để phúc để đức cho con. Chỉ có điều là gì? Khi mà cự đồng thì tính tình bố mẹ là hay thay đổi, cũng rất phóng khoáng. Thiên đồng, thần đồng, thông minh, thiếu niên nhi đồng, đồng bóng một chút đấy. Thiên đồng đi thiên diêu, một trong hai người là tính nó hơi đồng bóng một chút. Được cái là tốt tâm tốt tính, nhưng mà hay cái thị phi thôi. Phụ mẫu cự môn, cái thứ hai là có hoa kỵ, giáp giáp biên. Tiếp theo là huynh đệ cung mà có thái âm. Thái âm thì nó chủ về con gái, thế nên chị em gái nhiều hơn anh em trai. Đấy, thiên việt thì thường là gì? Thường thường là số này không phải là con trưởng. Khi mà có thiên việt cung huynh đệ, cung huynh đệ mà có tổ hợp quách là âm dương lương, hội gì? Hội song lộc, hội đào hoa, hội mộc dục, hội không kiếp phục binh, thì các vấn đề liên quan đến tài lộc và tình yêu tình ái của các chị em thực sự nó rất xấu. Thái âm nó chủ về tiền bạc, nó chủ về tình ái, nó chủ về hưởng thụ, thêm với sao đào hoa cộng với thêm song lộc. Thái âm chủ về tiền và tình cộng với song lộc là liên quan đến tiền bạc. Thái âm đi với đào hoa liên quan đến tình yêu tình ái, nhưng mà có không kiếp không 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 kiếp phục binh thì nó biến thành xấu rồi. Thế nên là cung huynh đệ này tượng là khó, rất khó kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán nha. Đấy, thân ai người đấy lo thôi trong cái trường hợp này. Trong cái trường hợp này rất xấu. Âm dương lương gặp không không kiếp phục binh. Tật ách cung của lá số này rất xấu. Thứ nhất là mệnh lục hợp với cung tật ách. Tật ách có gì? Vô chính diệu, thường là vô chính diệu thì ít bệnh, thanh long rồi là nguyệt đức là những cái sao giải bệnh rất là tốt. Nhưng mà có đào hồng hỷ là một. Cái thứ hai có âm dương lương, có cự đồng rồi hãm địa, tất cả đều hãm địa, và quan trọng nhất là nó gặp sát tinh. Gặp sát tinh không không tiếp phục binh, hãm địa không sợ. Chỉ cần gặp cát tinh, nhưng mà ở đây lại vừa hãm địa vừa gặp sát tinh. Bệnh tật thì một là gì? Thiên đồng dạ dày tiêu hóa đại tràng, cự môn là có tỳ vết. Đào hồng hỷ liên quan đến các bệnh liên quan đến gì? Ăn chơi, ăn chơi, ăn chơi mà do sinh ra. Ăn uống quá đà, chơi bời quá đà đấy, đào hồng hỷ. Mà đặc biệt đi không kiếp thiên không,
đến lúc nó phát tác rất nhanh. Mặc dù là mệnh có thiên thọ thì tượng là gì, sức khỏe tốt. Đấy, sức khỏe tốt, sống lâu sống thọ, nhưng mà với cung tật ách này thì nó không nói thế. Và đặc biệt sang cái vận 32 cũng như là cái vận 72 thì nên cẩn thận, thận trọng một chút trong các cái vấn đề liên quan đến ăn, chơi, giải trí, rất dễ phát sinh cho bệnh tật. Mà bệnh tật của không kiếp thì nó khủng khiếp lắm anh chị ạ. Nó đến rất nhanh chứ không phải đơn giản. Đấy, cung tật ách cơ bản, cung tật ách này rất xấu. Đấy. Tiếp theo là cung điền trạch xấu này. Cung điền trạch là đang ở cái vận 32 đến 41 này. Đấy, cái lưu ý nhất là cái vận này. Thế nên là lá số này xem ở cái thời điểm 32 tuổi thì cũng là được. Đấy, thứ nhất là điền trạch có thái dương thiên lương đào hoa trong gia đình người này. Những cái đàn ông rất là đào hoa, thái dương là hình ảnh người đàn ông, đi sao đào hoa, rất đào hoa. Tiếp theo thái dương thiên lương mà đi với hóa lộc. Đấy, thiên lương thì là sau phúc tinh mà đi với hóa lộc thì tượng là gì? Có của cải thừa kế của ông bà gia tiên để lại. Nhưng mà khi vướng vào không kiếp phục binh thì dễ có cái sự mâu thuẫn, tranh chấp, thị phi, lừa lọc, dối gian, cướp đoạt xảy ra. Thế nên thận trọng một chút. Cái thứ ba là dương lương mà đi với hóa lộc đào hoa gặp không kiếp phục binh thì nói chung là nên xem lại phong thủy, tại vì cung điền trạch này khá là xấu. Tổ quách cung điền trạch này rất bất lợi cho công danh, cho tài lộc, cho tình yêu tình ái, dương lương lộc đào hoa. Đấy, thiên lương là phúc tinh nhưng mà gặp không kiếp phùng binh là nó giảm phúc rồi. Nên xem lại phong thủy ở nhà này nhé. Tôi thì tôi không xem phong thủy, nhưng mà trong trường hợp cung điền trạch như này thì tôi khuyên là nên xem lại. Đấy, phục binh là gì? Phục binh như địa không địa kiếp là trộm cướp rình rập. Nó hiểu rộng ra nó là gì? Khi giao dịch, khi mua bán, khi chuyển, khi làm hợp đồng là rất dễ bị cài cắm, rất dễ bị lừa. Và liên quan đến đất đai, ô tô là tài sản có giá trị lớn thì nên thận trọng. 32-41 cung điền trạch là xấu này. Tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận đi. Đại vận đầu tiên từ 2 tới 11 tuổi. Đại vận này cơ bản là sáng, thế nên là gì? Sức khỏe tốt. Còn cái chuyện học hành thì chúng ta chưa cần quan tâm nhiều. Còn nói về cái chuyện học hành thì lá số này ổn đấy chứ. Thân cư quan, thời bé nó là gì? Thời bé nó là học hành, lớn nó là công danh, vân vân. Đại vận đầu tiên là sức khỏe ổn. Đại vận thứ 2 cự đồng. Đại vận thứ 2 bắt đầu xấu rồi. Có nhiều biến động liên quan cha mẹ, đó là cự môn thiên đồng. Đại vận này có cự môn, nó chủ yếu bất mãn học hành, cái thứ nó không được như ý. Đại vận này cô thần quả tú liên quan mà đóng lại cung phụ mẫu, như vậy là tình yêu tình ái, các cái chuyện gia đình nó hay lục đục, nó hay xảy ra cái vã, nó hay xảy ra thị phi. Đại vận này có tam thai bát tọa quốc ấn, nhưng cơ bản là cự đồng nó hãm thì cái chuyện học hành nó chưa được ổn cho lắm. Đại vận này có 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất liên quan đến phụ mẫu gia đạo lục đục. Cái thứ hai tình yêu tình ái của cha mẹ nó hơi lục đục. Hồng loan hình diêu cô quả rất bất lợi. Đại vận này có mỗi cái sao quốc ấn thôi, quốc ấn ở cung thổ thì cũng không ổn, thế nên học hành nó chưa được như ý. Mà cái tổ hợp sát phá tham để mà nó chăm chỉ chịu khó cần cù là nó cũng vừa phải. Đấy, liên quan đến công việc, liên quan đến tiền bạc thì còn chăm, chứ học hành thì không quá chăm đâu. 22 đến 31 đại vận này là gì? Vũ khúc thiên tướng, đi văn xương, thái phụ phong cáo, đắc tứ linh, rồi là hóa quyền. Đấy, đại vận này là có gì? Vũ khúc là cái sao tiền tài, gặp hóa kỵ song hao thì gì? Tiền bạc là hay xảy ra thị phi, đầu tư kinh doanh buôn bán là dễ gặp và sai lầm. Thiên tướng mà đi với hỏa linh, thiên tướng là cái đầu. Đấy, cộng với hỏa linh, cộng với hóa kỵ là công việc, các thứ nó chủ về áp lực, nó chịu về nhiều sóng gió, chủ về nhiều thị phi. Đấy, với cái đại vận này gì? Chỉ cần là gì? Cẩn ngôn một chút, làm việc các thứ hạn chế phô trương thì nó sẽ tốt thôi. Hóa kỵ nó là thị phi, mình không phô trương nó sẽ bớt thị phi. Đại vận này là gì? Cuối cùng là gì? Gặp hung hóa cát thôi. Gặp hung hóa cát, trong hung có cát. Đấy, tiền cứ đi là gì? Là cát ở lại. Đấy là cái đại vận 22-31. Còn đại vận 32-41 nhá, chỉ có thể làm chuyên môn thôi. Không nên mạo hiểm, không nên đầu tư. Đấy, phát triển kiến thức về kỹ năng, về chuyên môn các thứ thì là tốt. Còn dính vào công danh, dính vào tài lộc, dính vào tranh chức, tranh quyền đoạt vị, dính vào tham sân si là mất hết. 32-41 thái dương bất lợi về công việc. Đấy, thái dương thì là ánh sáng của trí tuệ rồi, ánh sáng của mặt trời rồi. Dương hãm địa thì nó sụt giảm. Tiếp theo hóa lộc. Hóa lộc là chủ về tiền bạc, dính vào không kiếp là mất mát. Đào hoa mộc dục chủ về tình yêu tình ái, mà dính vào không kiếp là gì? Nói chung tình yêu tình ái gặp nhiều thị phi, nhiều sóng gió, trong đó có cả gia đạo và liên quan trực tiếp người vợ. 42 đến 51 là cái đại vận gì? Có khó khăn nhưng mà sẽ có nhiều vinh quang. Đó là thất sát, gặp đà la. Đà la cũng thìn tuất, thiên la địa võng, gặp nhiều sóng gió, trắc trở thị phi, cấp trên đe dưới búa, tang môn bạch hổ, thiên khốc thiên hư, gặp cái nhiều cái sự buồn phiền. Đấy, nhiều cái nỗi lo lắng, nhưng mà được cái cuối cùng là có hoa khoa. Thất sát với tả phù có cái sự mưu lược, có cái sự dũng cảm, có cái sự có kiến thức, có trí tuệ, có cái sự tích lũy, thế nên là cũng giải quyết được hết. Tiếp theo ân quang thiên quý là ân điển sắc phong, là được vinh danh.
Thế nên đại vận này gì, trước khó khăn, trước sóng gió, nhưng mà sau là vinh quang. Đấy, 42 51 cứ cố gắng là sẽ được. Còn cái đại vận 32 đến 41 càng cố lại càng chết, càng tham lại càng chết nhá. Nó khác nhau hoàn toàn anh chị nhá. Còn 42 51 tiên quyết là vất vả, là sóng gió, là gian nan, là thử thách, là phải cố gắng nhiều nhưng sẽ có được thành công. Tiếp theo 52 đến 61 đại vận này có thiên cơ, thiên cơ cô quả, cô quả thì lại ra đạo lục lục đó. Đại vận này thiên cơ nó chủ về mưu trí, nó chủ về tính toán, nó chủ về tổ chức lập kế hoạch thôi. Đại vận này có hóa lộc tồn, lộc tồn nhưng mà gặp tuần thì về cơ bản là tài lộc nó chưa được hay cho lắm. Cơ thì khôi việt thì lợi danh hơn lợi tài. Tiếp theo là có giáp khoa giáp quyền, nó vẫn chủ về lợi danh hơn lợi tài. Đại vận này cơ hãm địa gặp tuần sáng lên, cơ ngũ hành thuộc gì, thuộc mộc, không hợp mệnh kim, thế nên đại vận này ở mức trung bình, nó chưa được tốt cho lắm. Đại vận 42 là đại vận sóng gió nhưng mà tốt. Còn đại vận 52 là đại vận nói chung là tạm ổn định thôi. 62 sao? 62 gì? Tử phủ vũ tướng, hội liêm trinh tham lang, đắc tứ linh, đắc sinh mộ vượng, có hóa quyền thai phụ phong cáo, nhưng mà lại có hỏa linh hóa kỵ đi với kình dương. Đại vận này không nên tham sân si quá, tham sân si quá dễ chúc vào thất bại. Đấy, dễ chúc vào thất bại. Kình dương dễ thành dễ bại, hỏa linh đi với kỵ nữa. Mặc dù là cát tinh trong cái đại vận này khá là nhiều, nhưng mà cũng không nên tham quá. Không nên tham quá thì nó sẽ tốt hơn trong cái đại vận 62 đến 71. Tử vi đi với kình dương nó chủ về nhiều sóng gió, nhưng mà chủ về nhiều sóng gió. Đặc mà đi với hóa quyền sóng gió liên quan đến tranh quyền đoạt lợi chức vị quyền hành. Có hỏa linh kỵ nó chủ về áp lực, nó chủ về thị phi. Đấy là đại vận 62 đến 71. Tuy nhiên cái đại vận 62 đến 71 còn hơn cái đại vận 32 đến 41 rất là nhiều. Rất là nhiều. Rồi tiếp theo 72 thì là đại vận rất xấu rồi. Âm dương lương cự đồng hãm địa gặp không không kiếp thiên không cung tật ách, nên lo lắng cho sức khỏe. Chúng ta sẽ dừng lại ở đại vận 72 chị nhé. Năm 2023 của lá số này năm Quý Mão đi. Năm Quý Mão thì tham lang gặp hóa kỵ. Tham lang gặp hóa kỵ như vậy liên quan đến tiền bạc, liên quan tình ái, liên quan tâm tư, tính cách, suy nghĩ các thứ năm nay của lá số này là nó rất rối bời. Rất rối bời, gặp nhiều cái thị phi, gặp nhiều cái sóng gió, gặp nhiều cái phiền toái mà nó toàn bất ngờ, nó từ đâu đến. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, lưu tuế lưu khốc lưu hư động vào cung tử tức mà có thiên hình, mà có cô quả, có địa không, có thiên không, có phục binh, mà ở đây có hình ảnh của thái dương liên quan con trai, sức khỏe hơi kém. Lưu mã lưu tang lưu hổ vào cung huynh đệ mà không kiếp thì cẩn thận là anh em dễ gặp nạn liên quan xe cộ, liên quan tiền bạc. Lưu lộc tồn vào cung thiên di gặp tử vi, gặp hóa quyền ra ngoài, đắc tài sai lộc. Tiếp theo là gì, lưu kình dương cung tật ách, cẩn thận có chuyện liên quan đến gì, dao kiếm kim loại, liên quan đến mổ xẻ nhé. Lưu hổ lưu tang gặp lưu đà la cung nô bộc, có một chút trắc trở, có một chút thị phi, thậm chí có cả một chút kiện tụng liên quan đến đối tác, liên quan đến bạn bè, liên quan đến người dưới. Đấy, cung nô bộc. Và hai cái quan trọng nhất của năm để quyết định cát hay hung. Đấy, thứ nhất là lưu đấy, tiểu hạn năm mão gặp mã gặp tang rồi, gặp mã gặp tang là bất lợi cho xuất hành xuất ngoại đi xa, trong nhà dễ có chuyện buồn, mà nó đóng một cung huynh đệ là liên quan đến chị em. Ở đây là thái âm thì sẽ liên quan nhiều đến chị em. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, thái âm nó chủ về tiền bạc tình ái, mà đi với đào hoa, đi với song lộc mà không kiếp thiên không phụ binh thì lá số này tiền và tình năm nay rất xấu. Tiền và tình năm nay rất xấu. Đây vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, 32 tuổi vào cung điển trạch đại vận lưu niên trùng phùng, tốt xấu tăng gấp đôi, mà có dương lương lộc đào, bất lợi về công danh, bất lợi về chức vị quyền hành, bất lợi về tiền bạc, bất lợi về tiền ái. Như vậy lá số này năm nay nói chung là tổng quan xấu về mọi mặt. Đấy, bản thân là số lượng xấu về mọi mặt này, trừ phi làm chuyên môn thôi, không tham sân si, không đầu tư thì nó sẽ không bị, còn cứ dính vào là cái là bị ngay. Thế nên tổng quan lại năm nay xấu về mọi mặt. Cái thứ hai, một cái xấu nữa là xấu liên quan đến chị em gái, nếu có chị em gái nhá. Đấy, còn nếu không có chị em gái thì thường là tính cách của các anh em trai nó hơi mềm mại, nó hơi nhu mì khi mà có sao thái ở một cung huynh đệ. Tổng quan lại năm nay xấu thì các cái tháng nào nó cũng không ăn thua gì đâu. Rồi, xin chào bạn nhé. Nghe xong thì bạn có thể alo thêm mình. Xin chào.